Xin chào cả nhà nha. Cả nhà thấy gì sau lưng chưa? Bữa nay mình đi ra mình thu hoạch su cả nhà ơi. Su năm nay trúng mùa dữ lắm luôn. Nhìn thấy mê luôn cả nhà. Nhìn toàn là trái không nè. Đó, thấy rất là mê luôn. Hôm nay mình đi ra mình thu hoạch su cả nhà. Đó, đây nè. Quá trời trái luôn cả nhà. Đây nè. Nhìn thấy không? Cứ một nấc lá là có một trái, một nấc lá là một cái trái luôn á nè. Bữa nay nó mình phải hái chứ thôi để sợ nó già cả nhà. Đó, hái vô cho bà con hàng xóm. Đó, thì mê như thế này. Nè. Quá trời trái luôn. Đó, quay tới cho nghe xem này nha. Nè. Đó, trái không à. Nấc lượng trái cả nhà. Wow. Lần đầu tiên trồng su mà trúng mùi vậy luôn cả nhà. Nhìn nè. Nó mình nhìn á, trong quay phim có thể mình nhìn không thấy rõ lắm, nhưng mà ở ngoài mê lắm đó. Rất là mê luôn á, nguyên một cái vàng này luôn, chắc hái nhiều lắm. Mà bây giờ nó ra hái cái trái con này nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy không nè, không cả nhà, nhỏ nè đó nè, không nhỏ nè, nhiều lắm. Tại bây giờ là vô trời hơi lạnh rồi đó, là bắt đầu á hả, nó ra dữ lắm, cho nhỏ luôn. Còn cái đợt này là chắc nhìn thấy mình nhìn cả tâm trái rồi đó. Còn nhỏ là cũng rất là nhiều luôn đó cả nhà. Đó, giờ mình đi thu hoạch nha. Giờ mình thu hoạch su thôi cả nhà. Đây nè. Quá xá mê rồi. Giờ mình phải chụp tấm hình đi chứ. Chứ hơi chút mình hái là không chụp được. Mê quá. Nấc lá là có con trái, mà nhiều khi nó bị khô, nó không có đậu hết ngay cả nhà. Non mình hái gì nó ngon nè, chứ không có để già lắm. Cái này cái vỏ nó còn non nghe, mình bấm nó chưa có cứng cái vỏ đâu. Bỏ vô. Su trái non mướt này làm món gì ngon này cả nhà. Trời ơi nó đẹp ơi là đẹp luôn, nhìn thấy mê. Đó, nhìn nấc lá lần trái rồi cả nhà, nó bò dài dưới đây luôn. Nó rớt lên trên, từ trên vàng nó rớt xuống nè. Thấy su mà mê đó, thấy su mà mê quá cả nhà. Cá nhân nó bự luôn, có đợt này đợt trước đợt sau nha đó. Nên mình hái hết, hái hồi vô cho mấy chị sớm. Su nó không có mùi vậy hả, hái hết mấy trên này, hái hết luôn nè. Nằm trên vàng, nó nằm vàng, nó không có rớt đây nè. Ui, mẹ hái su. Mẹ hái su với mẹ không? Hái su sinh đôi. Ôi ôi, mê quá. Hả? Ui. Thì ra mình hái su nè. Đó, trời nhiều luôn đấy nè. Mê gì chứ. Còn cái gì nó bự nè. Mùa này nó lạnh là bắt đầu mùa su rồi nha. Rồi hái xong mà hả. Nè, ôi chỗ này một đám luôn. Một đám luôn cái này. Đây nè. Hái là cái đấy thì mê luôn. Nè. Rổ đầy mới hái quay qua lại có mấy trái mà rổ đầy nè cả nhà. Ấy gì dạ. Mình để mình hái mình cắt cho nó rớt xuống luôn đi. Rớt xuống dạp ra nha. Để giỡn đi. Nè mấy trái này nó nằm trên vàng nè. Kéo cũng vậy nó xuống. Đó. Nè mấy trái này nó nằm trên vàng nè, mình nhìn không thấy chứ. Nó nằm trên vàng á. Ấy cho nó rớt xuống. Nè. Đó, nhiều lắm cả nha. Nè còn mấy trái này không? Nhỏ nè. Đó, kéo nó xuống. Đó, rồi, hái luôn. Hái cho nó đừng có nuôi cái trái này đó. Xong nó nuôi tiếp mấy trái kia nữa nè. Mình phải hái hết chứ. Chứ mình để nhiều quá nó đâu có nuôi nổi đâu. Nè. Wow. Quá xá rồi. Quá xá hoài xa. Nè. Cái này hái được đây nè. Nó vàng. Nè. Rồi nó mê luôn đây. Đã rồi chứ. Ồ. Lần đầu tiên thu hoạch su mà thấy mê á. Đá tay luôn, thu hoạch đá tay á cả nhà. Nè.
đi 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 Việt Nam về là thấy là hồ ra nhìn vàng xu rồi thấy mê ơi là mê luôn. Đó, năm nay tại đi Việt Nam không có trồng được nhiều cái nha, trồng chỉ có dây xu với vàng bầu thôi à. Nhờ anh Ngọc chị Hà ra tưới. Mà điều năm nay trời cũng không có có nóng lắm nữa. Đây nè. Nó bự. Bự mà non non mướt luôn. Non lắm. Ê còn cá nó nằm trên vàng nè. Đây. Đây nè, nó nằm vàng mình không thấy. Đây nè, đây nè. Đây nè. Cái này nó bự luôn nè, thấy luôn đi. Này mấy cái này bự này hết luôn. Không thôi để. Mê quá. Quá sao mê cái này. Trời ơi nè, nhìn với. Mới đây mà đựng như này nè. Nhỏ đầy nhóc rồi. Mấy chục trái rồi đó. Quá xá nó đã luôn. Ây da, chục kg rồi đó. Còn cái dây bên kia nữa. Còn cái dây phía bên kia, nó qua bên kia, hai dây phía bên kia. Ở đây chắc cái mấy này mà chắc mình chùi lại đi. Nó còn nhỏ nè, trời. Chắc khoảng tuần nữa là mình ra mình thu hoạch tiếp tục nha nha. Rồi, quá mê rồi. Đi, qua bên kia mình thấy thấy trái rải rác nó nằm bên kia kìa. Cái cây tí tô á, là nãy nó lên cao vậy nè. Mình đụng tới nó đi ra thơm ghê. Ôi nó nặng. Cách chục ký rồi nè. Bên đây có một trái nữa nè. Đây đi. Đây là cây táo tàu nè cả nhà. Đó. Có trái rồi nè chưa? Đó, táo tàu đó. Được mới trồng cả nhà mà được nhiêu trái đó. Đây nè, mấy trái xu này nè cắt luôn nè. Trái bự quá. Nằm ngang cây táo luôn nè. Cắt luôn đi. Chứ giờ mình để tính để giống mà chắc để giống sợ nó nuôi cái dây để từ từ để sao. Ba món trái luôn nè. Mê thiệt kìa. Hái đã tay luôn á cả nhà. Cắt luôn. Rớt. Nè. Bự quá sao bự luôn, còn hai trái này còn nhỏ mình để lại. Mê quá cả nhà. Đầy quá, xét qua cái vỏ này xách ra dễ coi. Ôi, đầy quá ginh không nổi luôn, nạo ghê nha. Đó, được nhiều trái ta, đếm coi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 trái cả nhà. Đợt đầu là hái 35 trái nha. Wow. Xong rồi còn trên đây là bự xong chắc cũng cỡ 50-60 trái nữa đó. Còn cái nhỏ là bắt đầu nó ra ngay giờ nó cũng hái xong rồi mà hái xong mà cũng còn quá rồi nghe nha. Mà nó bằng cùm tay nhỏ nhỏ rồi thôi à, cho nên mình chưa hái chưa lại. Chắc khoảng tuần sau ra hái tiếp. Đó, rồi giờ mình qua mình hái bầu luôn, mình có cái bầu chứ không hái luôn. Giờ cuối mùa mà nó còn ra quá trời cái bầu nhỏ nhỏ rồi cả nhà. Ồ còn cỡ 10 trái nhỏ nữa ha. Nhìn thấy không? Nè. Nhỏ nè, thấy không? Đó. Giờ thu hoạch cắt trái này đi. Okay. Trái này cũng còn ngon nghe nè, bóp nè cái mình trái này là non nè, trái này ngon nè. Giờ nó còn nhỏ nhiều lắm. Giờ chắc hái hai trái đi. Đi ra quay vàng nho cho ông bà cô chú xem luôn. Đó. Bữa nay là bắt đầu sắp ăn được rồi, để ăn thử coi được chưa nha. Ngon rồi. Nho tím là ngọt hơn lắm rồi đó nha. Có ngọt không? Thử nho xanh coi. Nho xanh ngọt liệm luôn. Ngon rồi. Ngon đó nha. Nhiều lắm nhưng mà cái đầu kia nó bị hư cái này. Bị sâu á. Tự nhiên nó teo rồi hết rồi. Ừ, ổn quá. Nhiều lắm mà bị teo chỉ khúc này là nó không bị. Đi. Mê quá. Tưởng nó già gì chứ mà còn non nha. Nè, cái da còn non ngon lắm. Hái luôn bầu đi. Cái da nhỏ này hái luôn đi. Cái trái này nó không có đẹp lắm.
Cái này ăn cắt luôn nha. Ừ. Qua là được qua trái bầu nữa kìa. Còn cái này cũng bự rồi nè. Nhưng mà thôi trái này còn đẹp quá, để lại. Thôi hái luôn đi nha. Mai cho hái luôn. Hái mai cho luôn. Hả? Để xuống. Cắt luôn đi. Ồ. Cho nó đẹp. Wow, trái này ngon. Xuông đuột luôn cả nha. Này vàng bầu năm nay hái ra chắc được khoảng 30 trái rồi nha. Trước khi đi Việt Nam hái được 10 trái. Rồi gửi chị Hà cũng hái được mấy trái, rồi mình đi về mình cũng hái được chục trái nữa. Đó, cũng bộn năm nay. Bốn trái bầu nữa. Bốn trái bầu nữa cả nha. À, cái bí rợ nè cả nha, mà cái vỏ này nó màu đỏ. Rồi trái này bự siêu to khổng lồ nè nha. Bên đây nữa nè. Trái bên kia là trái màu xanh nè. Nhiều lắm, đằng kia nó có nhiều lắm cả nhà. Phía bên đây cũng có mấy dây nữa nè cả nhà. Nó bò lên cái nóc nhà nè, bắt đầu nó cũng có trái nè. Đó. Nó bò lên nóc nhà bắt đầu nó có trái nè. Cái nóc nhà mà để mình trồng rau á. Nó trồng đại cái nó bò lên đây nè, cũng tốt ghê luôn. Đó, bây giờ nó cũng ra một nấc nấc lá nè, có con trái, nấc lá có con trái nha cả nhà. À, nhìn nè. Đó. Chối ánh nắng không thấy nhiều nữa. À, thấy không? Thu hoạch được nhiêu đây nè cả nhà. Hay giỏ xu với là mấy trái bầu. Đó, bây giờ sáng nay là chỉ như vậy thôi. Đó. Mình gần đây thấy mấy trái này thấy mê rồi cả nhà. Mấy chục cái xu với lại mấy trái bầu. Còn xu nhiều lắm. Vài bữa nữa là mình hái tiếp rồi cả nhà. Đó. Hôm nay thu hoạch chỉ vậy thôi. Bây giờ mình đi vô nhà. Xu bữa nay không biết làm món gì đi nữa. Xu bầu. Đi vô thôi.